cô chú anh chị quay trở lại với kênh tin bơ mì và bãi sáu vlog là có vợ chồng anh Linh Tý nha cả nhà. Bé Phương Tâm nè. Đây cô chú, đây vợ chồng Linh Tý nha cả nhà. Đây cái nhà hiện tại là của Nam đây cả nhà. Đây là cũng là trước rồi. À, cái dù cũng đã gỡ rồi nghe cả nhà. Dù. Nhìn bên chậu bắt là đẹp luôn nha. Đã bớt ra cũng rất là đẹp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong em không tiện quay được nha. Bạn nhớ bị bóng quỷ nha. Vậy bóng quỷ quá nha. Tiếng nhạc nó ầm xè hết. Rất là đông luôn. Đây coi nha. Không biết đếm sao đếm hết. Rất đông. Mây trôi về nơi nghĩa đời xa, giờ đây chỉ còn ta với ta. Chẳng ơi đã cần thơm đầu vui, làm quê hát khi thưa bóng buồn. Dạ biết là cái gì nữa thì cả nhà. Rất là đông khán giả luôn. Ở đông đặc tích hòa lắm cả nhà. Rồi sẽ bị bóng quyền bọn em. Tên đây là bọn em không có vô trong được cả nhà. Bọn em ở ngoài thôi cả nhà. Rất là đông hát hồn. Đây là bức tượng của cụ Nam Linh này nha. Ở cả nhà thấy không? Rất đông khán giả luôn. Quá là trời. Thì lắm có mấy ngàn người đó cả nhà. Chục ngàn người nha. Chục ngàn người luôn á, chẳng dẫn đâu. Đây thôi, tin ba mình sẽ kết thúc clip đây. Cảm ơn các chị ủng hộ, đăng ký kênh và xem video em ha.